Miệt thứ bạn cần biết. Tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2021. Công văn số 719 ngày 30 tháng 5 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu tiếp tục thực hiện theo công văn 591 ngày 12 tháng 5 2021. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như karaoke, rạp chiếu phim, gym, bia, quán bar, vũ trường, massage, cơ sở làm đẹp, buffet và các cơ sở trò chơi điện tử khác. Quán cà phê, ăn uống được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Công văn số 791 đã điều chỉnh quy định không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Vận động hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tổ chức sinh hoạt trực tuyến, không tổ chức lễ hội tập trung đông người. Tổ chức các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID trên tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2021. Và trong ngày 30 tháng 5 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang cũng ra thông báo số 418 về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với những điểm đáng lưu ý sau. Đối với hoạt động vận tải đường bộ thì tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Kiên Giang đi đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thì hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình đi qua tỉnh vùng có dịch thì không được dừng đổ tại địa bàn tỉnh vùng có dịch để đón trả khách. Với các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt không qua tỉnh hoặc địa bàn tỉnh có vùng dịch thì thực hiện bình thường. Đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa, đường biển thì thực hiện dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận tải hành khách các tuyến đường thủy nội địa, tuyến hàng hải, tuyến từ bờ biển đảo có điểm đi, điểm đến từ tỉnh vùng có dịch theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh đó. Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách. Thời gian thực hiện theo thông báo này là từ 0 giờ 0 phút ngày 31 tháng 5 2021 cho đến khi có thông báo mới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.